Xin chào các con! Cô rất vui khi được làm quen và đồng hành cùng các con trong lớp học tiếng Việt của trang web olm.vn Các em thân mến, tiếp nối chủ đề bốn mùa tươi đẹp. Hôm nay chúng mình sẽ đến với bài học mới. Như đã tìm hiểu ở video trước, mỗi mùa đều có những vẻ đẹp riêng, đặc biệt là hoa và quả. Mỗi mùa trong năm sẽ đều có một loại hoa đặc trưng. Để khởi động cho bài học hôm nay, các con hãy thử nói về một loài hoa mà mình biết theo những gợi ý sau đây nhé. Tên của loại hoa là gì? Màu sắc của nó như thế nào? Và mùi hương của chúng ra sao? Các con có thể nói thành những câu ngắn. Sau đây, hãy cùng cô hoàn thiện nội dung nói này nhé. chúng mình có thể dựa vào bài tập vừa rồi để có phần nói cho riêng mình ví dụ khi các con muốn nói về hoa mai chúng mình có thể thử nói như sau mỗi năm vào mùa xuân hoa mai đều nở nó có màu vàng rực rỡ không chỉ vậy nó còn có hương thơm nhẹ nhàng em rất thích loài hoa này trong bài học hôm nay của chúng mình, các con cũng sẽ tìm hiểu về một loại hoa. Cùng với cô đến với nội dung chính của bài học ngay bây giờ nhé. Bài học: Đầm sen. Trước khi đọc, quan sát vào văn bản, chúng mình sẽ chú ý vào một vài từ khó cô đã in đậm. Các con có thể dừng video lại ít phút và đọc qua các từ khó này nhé. Rất tốt, bây giờ hãy đọc cùng với cô một vài từ khó nào. Khoanh khoái Ngột ngạt Mũng Tấm tắt Rất giỏi! Bên cạnh đó, khi đọc bài, các con cũng cần phải sử dụng dòng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi và chú ý ngắt nghỉ hơi đúng chỗ nhé chúng mình có thể dừng video lại ít phút và đọc qua bài tập đọc đầm sen chúng ta đã luyện tập đến đâu rồi bây giờ hãy cùng đọc với cô nhé đầm sen đi khỏi dốc đê lối rẽ vào làng tự nhiên mình cảm thấy rất khoan khoái, dễ chịu. Mình dừng lại hít một hơi dài. Hương sen thơm mát từ cánh đồng đưa lên làm dịu hẳn cái nóng ngột ngạt của trưa hè. Trước mặt Minh đầm sen rộng mênh mông. Những bông sen trắng, sen hồng khẽ đu đưa nổi bật trên nền lá xanh mượt sữa đầm, mẹ con bác Tâm đang bơi chiếc mũm đi hái sen. Bác cẩn thận ngắt từng bông, bó thành từng bó, bọc bên ngoài một chiếc lá, rồi để nhẹ nhẹ vào lòng thuyền. Mình chợt nhớ đến ngày sổ ông năm ngoái. Hôm đó, có bà ngoại em sang chơi. Mẹ nấu chè hà sen. Bà ăn tấm tắc khen ngon mãi. Tập đọc lớp 2 1980 Trong bài đọc này, các bạn sẽ chú ý vào một số từ khó như sau. Đầu tiên là từ đầm, nghĩa là khoảng trũng to và sâu ở giữa đồng để giữ nước tiếp đến là mũng đây là một loại thuyền nhỏ tròn được đàn bằng tre kế đến là từ khoan khoái nghĩa là cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng và cuối cùng là từ tấm tắc tấm tắc là một hành động luôn miệng nói lời khen ngợi một ai đó một việc gì đó như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau đọc bài tập đọc Đầm Sen. Bây giờ, để tìm hiểu về nội dung của bài tập đọc trên, chúng ta cùng đến với phần trả lời câu hỏi nhé. Câu hỏi đầu tiên Quan sát vào đoạn thứ nhất Theo các bạn, điều gì đã khiến Minh dừng lại khi vừa rẽ vào làng? câu chuyện mở đầu là hình ảnh mình về làng đi khỏi dốc đê lối rẽ vào làng tự nhiên mình cảm thấy rất khoan khoái và dễ chịu cậu ấy dừng lại và hít một hơi dài chính hương sen thơm mát từ cánh đồng đưa lên đã làm dịu hẳn cái nóng ngột ngạt của trưa hè và đó cũng chính là lý do vì sao mình dừng lại và hít một hơi dài. Trước mặt Minh là đầm sen rộng mênh mông. Vậy, trong đầm sen có gì đẹp? À, đúng rồi, theo sự quan sát của Minh, thì đầm sen có những bông sen trắng, sen hồng, khẽ đu đưa nổi bật trên nền lá xanh mượt một khung cảnh vô cùng tươi đẹp và thơ mộng. Ở đầm sen, có mẹ con bác Tâm đang bơi chiếc mũng đi hái những hoa sen. Vậy, mẹ con bác Tâm hái sen như thế nào? Rất chính xác, bài viết miêu tả cảnh mẹ con bác Tâm bơi mụn hái sen Mẹ con bác Tâm hái sen rất cẩn thận. Họ ngắt từng bông, bỏ thành từng bó, bọc bên ngoài một chiếc lá, rồi để nhẹ nhẹ vào lòng thuyền cho những hoa sen không bị dập, không bị nát. Vậy, trong tất cả những hình ảnh đang xuất hiện trong bài đọc đầm sen, thì em thích nhất hình ảnh nào và vì sao ở câu hỏi này các con có thể lựa chọn ra bất kỳ một hình ảnh mà mình yêu thích tuy nhiên cần phải chú ý trả lời vì sao mình thích hình ảnh đó ví dụ em thích hình ảnh mình hít một hơi dài khi rẽ vào làng nhờ có hương sen thơm mát vậy thì vì sao con lại thích hình ảnh ấy hay con thích hình ảnh những bông sen trắng sen hồng đu đưa nổi bật trên nền lá xanh mượt vậy thì vì sao con lại thích hình ảnh ấy vì con yêu hoa sen con cũng là một người rất thích hoa sen hay con yêu màu hồng con rất thích màu hồng hay con rất thích khung cảnh đầm sen vừa yên bình vừa thơ mộng chú ý khi trình bày câu hỏi này con hãy lựa chọn hình ảnh mình thích đi kèm với lý do của mình nữa nhé như vậy vừa rồi cô và các con đã cùng nhau tìm hiểu bài đọc đầm sen bài đọc nói về vẻ đẹp của đầm sen và hoạt động hái sen của mẹ con bác tâm qua bài đọc này, các con sẽ trân quý người lao động, yêu thiên nhiên và biết cách bảo vệ thiên nhiên luôn tươi đẹp. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các con hãy chờ đón những video tiếp theo để cùng cô tìm hiểu những phần còn lại của bài học đâm sáng nhé. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con.